Cúp bóng đá Liên châu Á AFC Ấn Độ 2022 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Xin kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Chúng ta đang chuẩn bị đến với trận đấu mang tính chất quyết định của vị trí thứ 3 trong khuôn khổ bảng C của giải vô địch bóng đá nội châu Á năm 2022. Cũng đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar. Đây là đội hình xuất phát của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung, gồm có thủ thành Trần Thị Kim Thanh, các cầu thủ Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Phương Thảo, Dương Thị Vân, Phạm Hải Yến, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Như vậy đá cao nhất vẫn là bộ đôi Phạm Hải Yến và Huỳnh Như. Sơ đồ của huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí ban đầu đó là 4-4-2. Điều hành chính trận này là trọng tài người Indonesia và Tech Chạm. Đội xuất phát của đội tuyển nữ Myanmar, thủ thành mang áo số 1 Neo Mezin, các cầu thủ số 21 Shin Taiwan, số 5 Phi Win, số 2 Mo Aye, số 3 Chichit, số 10 Tunkin Mala, số 16 Tetwai Nautet, số 9 Tunkin Momo. Khu vực châu Á với việc World Cup đã được tăng lên 32 đội bóng nữ. Như vậy là hiệp 1 trận đấu đã được bắt đầu. Các cầu thủ nữ Việt Nam trong trang phục màu đỏ và khung thành phía bên tay trái mạnh quý vị. Đây là pha bóng của đội tuyển nữ Việt Nam. Khá nguy hiểm, bóng vừa chạm vào xà ngang. Đường truyền tưởng chừng như không có gì là nguy hiểm nhưng bóng đã leo xà ngang. Đường truyền của Nguyễn Thị Mỹ Anh. Hà Nam đó là Tuyết Dung hay là Huỳnh Như? Như vậy là cú đá sệt của Huỳnh Như, cú đá quá nhẹ. Và nó khiến cho tâm lý của đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu này sẽ nhẹ nhàng hơn. Đánh đầu rất nguy hiểm và chúng tôi vừa nói đến tài năng của Kim Thanh. Đúng là sự xuất sắc của Kim Thanh đang giúp cho khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam trở nên vững chãi hơn. Chúng ta đã thấy được điều đó qua hai cuộc đối đầu với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước đây thì chúng ta có Đặng Thị Kiều Trinh và bây giờ là Kim Thanh. Không vào, như vậy là trọng tài đã thổi phạt. Tình huống cũng đã khiến cho các cổ động viên của Việt Nam thót tim. Và mặt bóng không được chắc chắn trước đó. Rất may là bóng đã không trôi vào khung thành. Đây là một tình huống mà Kim Thanh đã không bắt dính bóng. Trọng tài không thổi còi. Và ở tình huống này, trọng tài mới xác định là lỗi của các cầu thủ nữ Myanmar. Rất nguy hiểm. Không vào. Không vào. Rất may mắn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Vừa rồi là một sai lầm của Thu Thảo và suýt chút nữa đã khiến cho khung thành của Kim Thanh rung lên. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý không an toàn đến từ Trần Thị Thu Thảo. Một chút xíu sự chuẩn xác nữa thôi thì đội tuyển nữ Myanmar đã có được bàn thắng. Theo như sơ đồ bố trí đội hình thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đang bố trí Dương Thị Vân đã thấp hơn so với Thanh Nhã. Nhưng thực tế thì Thanh Nhã lại đang là người đã rất gần với khung thành của Kim Thanh. Huỳnh Như không có lỗi. Và đây là cơ hội dành cho đội tuyển nữ Myanmar. Penalty. Những gì mà đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta thể hiện bắt buộc họ phải nhận một kết quả như bây giờ. Rõ ràng nếu như đó không phải là một pha phạm lỗi thì nhiều khả năng bàn thắng đã đến với đội tuyển nữ Myanmar. Nhưng bây giờ dù sao đi nữa thì đội bóng trắng cũng sẽ có được một quả phạt đền. Pha phối hợp sắc nét. Đường truyền là cực kỳ hiệu quả. Nó đã sẽ đôi hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam. Thuyền Win Tengi. Tỷ số là 1-0 cho Myanmar. Đó là một kết quả tất yếu khi mà đội áo trắng đã chơi rất hay, sự áp đảo hoàn toàn trước đội tuyển nữ Việt Nam.
điều này cũng đã khiến cho chúng ta rất bất ngờ với sự nhập cuộc của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung. Họ bước vào trận đấu này với tâm lý là chỉ cần một trận hòa, nhưng họ lại chịu quá nhiều sức ép đến từ đội tuyển nữ Myanmar và bây giờ đã bị thủng lưới. Phút thứ 35 của trận đấu và những gì đang diễn ra trên sân khiến cho chúng ta thật sự là bất ngờ. Rất thoáng. Không được. Vẫn là các cầu thủ nữ Việt Nam. Cơ hội. Không thể có được pha dứt điểm. Đây là pha bóng mà hình như đã không thể có được điểm chạm tốt. Khi mà thủ thành của Myanmar đã dựng ra bóng đá phạt góc thứ hai kể từ đầu trận dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bóng được treo vào. Quả đá phạt góc ghi bàn trực tiếp của số 7 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam vô cùng đẹp mắt. Một pha đá bóng quá kỹ thuật. Và thủ thành của đội tuyển nữ Myanmar cũng chọn đúng vị trí nhưng không đủ tầm với. Điều kỳ diệu đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam. Trong một thế trận quá bế tắc thì chỉ có những tình huống như thế này mới giải quyết được vấn đề. Một đều. Cơ hội lại trở về tay dành cho các cô gái áo đỏ. Đây là một trận đấu mà chúng ta chỉ cần hòa là sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng đấu tứ kết. Hình như, vẫn là hình như, bóng được trả lại. Tuyết Dung, cú đá. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Wei Meijin. Đội tuyển nữ Việt Nam đang nhập cuộc tốt hơn ở đầu hiệp 2 này. Rất khác với những gì mà chúng ta thể hiện trong hiệp đấu thứ nhất. Có lẽ là huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã có những sự điều chỉnh và truyền đạt cho các học trò. Bởi rõ ràng cách chơi phòng ngự. Bóng được chuyền đến vị trí của Thun Win Tengi. Thun Win Tengi là người đã ghi bàn ở trong hiệp 1 và thêm một lần nữa cô lại kiến tạo tuyệt vời. Myanmar vượt lên dẫn đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 2-1. Lợi thế lại được tái lập dành cho các cô gái Myanmar. Ngay khi hiệp 2 chỉ mới bắt đầu thôi, đường chuyền đẳng cấp xé toàn hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đến từ Thun Win Tengi. Một pha dàn xếp đá phạt, một pha dàn xếp tấn công quá tuyệt vời đến từ đội tuyển nữ Myanmar. Tunkin Mala là người đã để bóng chuẩn xác. Đội trưởng của Myanmar đã giúp cho đội tuyển nữ Myanmar vượt lên thêm một lần nữa trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Đánh đầu không vào. Quá đáng tiếc, đó là cơ hội dành cho Huỳnh Như. Đây gần như là cơ hội nguy hiểm nhất mà chúng ta tạo ra có được sự sắc nét. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang cố gắng gia tăng sức ép. Đã có pha phạm lỗi chăng? Penalty. Penalty dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với biểu hiện của các cô gái bên phía đội tuyển nữ Myanmar thì có lẽ đó là một quả penalty. Người đã bị phạm lỗi là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Động tác cao chân đến từ Tho Tho Sò. Đúng là số 8 của đội tuyển nữ Myanmar đã quá thiếu kinh nghiệm trong pha bóng này. Khi mà gần như là hình như đứng trước cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay. Hình như rất đơn giản đặt lòng, tỷ số là 2-2. Việt Nam lại thêm một lần nữa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn thắng thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup bóng đá nữ năm nay. Và đó là bàn thắng đầu tiên của Hình Như sau hai cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản và Hàn Quốc vô cùng khó khăn. Thì các cô gái Việt Nam cũng đã biết cách ghi bàn. Chúng
chúng ta lại chiếm được lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trước đội tuyển nữ Myanmar. Đánh đâu? Không vào. Vẫn không vào. Rất may mắn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tình huống bóng lập bập và sang ngang đã cứu thua cho chúng ta. Đúng là một tình huống quá may mắn dành cho Kim Thành, khi mà thủ thành áo số 14 này đã nỗ lực hết sức mình để cản phá thì cũng cần phải có đến sự hỗ trợ của xa ngang. Ngày hôm nay nếu như chúng ta bước vào vòng tứ kết thì có lẽ phải dành hai từ may mắn. Trận đấu kết thúc và đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta đã ghi tên mình vào vòng đấu tứ kết. Hai lần bị đối phương vươn lên dẫn trước nhưng các cô gái Việt Nam vẫn nỗ lực hết sức mình. Cộng với sự may mắn thì nữ Việt Nam đã vượt qua được giai đoạn khó khăn để có thể đi tiếp. Xin được chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng đấu tứ kết. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những buổi tường thuật tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.